Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Kết phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường nó xác nhận một phiên quay trở lại xu hướng sau khi được cái vùng 1240 điểm nó hỗ trợ vững chắc và đây cũng chính là cái vùng mà nó hội tụ rất nhiều đường hỗ trợ ở quanh cái vùng 1235 1240 trong mấy phiên vừa qua và dòng tiền nó đã quay trở lại mạnh mẽ. Trước tiên thì chảy vào cái nhóm cổ phiếu ngân hàng và sau đó trong một vài phiên tới khi mà nhóm ngân hàng nó chứng lại nó kiểm tra lại để nó test lại đấy, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển tiếp tục chảy vào các nhóm cổ phiếu khác để giúp cho từng nhóm cổ phiếu một nó đi lên và quay trở lại xu hướng trong thời gian tới. Cái nhóm cổ phiếu nổi bật nhất ở phiên giao dịch ngày hôm nay là cái nhóm ngân hàng và tiếp theo sau đó là cái nhóm thép và cùng với cả nhóm thép thì có cái nhóm bất động sản với những cổ phiếu như thằng Nam Long như KDH thì đây là những cổ phiếu leader của nhóm bất động sản. Như ở con sóng trước ở hồi cuối tháng 2 thì thằng KDH và thằng Nam Long nó cũng leader nhóm bất động sản. Và những cổ phiếu này nó chạy trước những cổ phiếu như đích như phát đạt hay một số cổ phiếu bên dưới và những cổ phiếu như đích như phát đạt nó vẫn đang vận động đúng như cái kế hoạch đúng như kịch bản mà mình phân tích gửi anh chị em từ những phiên ở cuối tháng 6 những phiên 26 27 tháng 6. Đây là phiên điểm nhấn này. Và phiên ngày hôm nay là phiên chính thức, phiên xác nhất cổ phiếu này nó vào cái xu hướng có nhiều giai đoạn khi những cổ phiếu này nó vào xu hướng ấy, nó bật tăng nó tăng thốc đi lên ngay cơ. Trong ngắn hạn nó sẽ tiến lên đến vùng 29 30. Còn để vượt qua vùng này có thể nó sẽ cần thời gian tích lũy khoảng khoảng 5 7 phiên sau đó nó sẽ chính thức vượt qua vùng này và sẽ tiến lên đến vùng 33 35 trong thời gian tới. Đấy là cái xu hướng của những cổ phiếu như nhóm bất động sản trong thời gian tới. Mình phân tích, mình review những cái tín hiệu này để anh chị em thấy được cơ hội trong thời gian tới nó vẫn còn rất lớn. Kể cả trong trường hợp thị trường nó xảy ra một cái kịch bản tiêu cực như ngày ngày 15 tháng 4 thì anh chị em cứ đặt cái lệnh chắc thì không cần phải quá lo lắng về một cái kịch bản tiêu cực mà thị trường nó có thể xảy ra. Khi nào thị trường nó cho chúng ta cái cơ hội, cái tín hiệu xác nhận để anh em cứ thoải mái cho mua. Còn trong trường hợp sau khi chúng ta mua xong cổ phiếu nó vận động không như kỳ vọng, nó vi phạm cái điểm cơ cấu, điểm cắt lỗ thì anh em tạm thời anh em cơ cấu để anh em giữ vốn chờ vào lại sau nhân việc chúng ta đầu tư trên thị trường là chúng ta phải chấp nhận là sẽ có rủi ro không có một cái chén thánh nào là xuất hiện trên thị trường để giúp anh em mua 10 cổ phiếu đúng được cả 10 cả. không bao giờ có mà làm sao ấy anh em tận dụng được những cái điều mà anh em mua đúng và giảm thiểu cái rủi ro với những cổ phiếu anh em mua sai thì sau mỗi chu kỳ là anh em vẫn sẽ mang về lợi nhuận như kỳ vọng như mục tiêu mà anh em để ra từ đầu năm từ đầu chu kỳ anh em nhé chúng ta quay trở lại về diễn biến của thị trường trong cái video ngày hôm nay mình sẽ phân tích để gửi tới anh chị em về cái diễn biến về xu hướng của thị trường trong thời gian tới tiếp diễn về cái phân tích ở trong cái video ngày hôm qua thì mình đánh giá về việc là thị trường nó đang hình thành nó đang dần hình thành một cái mẫu hình biên độ thu hẹp và cho đến thời điểm hiện tại thì cái biên độ này nó đang thu hẹp cho tới lần thứ 3. Cái lần thứ nhất từ tháng 9 cho đến tháng 11 năm 2023 với cái biên độ đầu tiên là khoảng 17%. Lần thứ hai nó giảm một nửa là còn khoảng 9% và lần thứ 3 là lần hiện tại nó còn khoảng 5%. Trong thời gian tới có thể khi thị trường tiếp tục tiến lên đến vùng 1295 12300 nó sẽ tiếp tục xuất hiện một cái nhịp rung lắc và có thể thị trường sẽ tiếp tục quay về vùng 1260 cộng trừ Chính cái lần rung lắc này nó sẽ hình thành cái lần thu hẹp biên độ lần thứ tư Và rất có thể nếu như thị trường nó diễn biến theo như cái kế hoạch Theo như kịch bản, cái đường màu xanh mà anh em đang thấy trên màn hình Thì thời gian tới thị trường nó sẽ nhanh chóng hoàn thiện cái mẫu hình Và sẽ chính thức vượt đỉnh, vượt qua vùng 1.300 điểm trong thời gian tới Khi thị trường nó xác nhận cái mẫu hình Thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới cái viễn cảnh Thị trường nó sẽ nhanh chóng tiến tới vùng 1.350, 1.400 hay thậm chí là 1.700, 1.800 như là cái ông tóc bạc và ông ấy phán. Anh chị em nhé. Trong thời gian vừa qua, phần lớn nhà đầu tư đều đang kỳ vọng là thị trường nó sẽ xuất hiện một cái nhịp chỉnh. Nhịp chỉnh thì nhiều nhà đầu tư mong muốn thị trường nó chỉnh về 1, 2, 50. Nhưng sau khi thị trường nó chỉnh xong, đến thời điểm hiện tại, phần lớn nhà đầu tư lại không dám giải ngân. Phần lớn nhà đầu tư lại không dám mua mới. Mà rất nhiều cổ phiếu nó xác nhận trở lại cái xu hướng những cổ phiếu như Nam Long nó xác nhận trở lại xu hướng, nó chính thức nó vượt qua cái đường EMA 20 ngày tín hiệu nó trở lại xu hướng. Những cổ phiếu như là Nam Kim nó chuẩn bị trở lại xu hướng, thằng HSG nó đã trở lại xu hướng. Thời gian tới nó phá vỡ cái mẫu hình tam giác đối xứng để nó bứt phá đi lên, nó sẽ giúp anh chị em kiếm lợi nhuận rất nhanh chóng luôn. Những cổ phiếu như Hoa Sen thời gian tới là phải đặc biệt chú ý đấy, anh em là chưa có phải đặc biệt chú ý hay những buổi như KDH nó đã xác nhất trở lại xu hướng này anh em thấy một cái điểm nhấn đầu vượt qua đường EMA 20 ngày và sau đó nó test lại hai phiên nằm bên dưới và đến phiên thứ tư đó. tiếp tục vượt qua giống như đích không anh em để anh em sẽ thấy, thấy giống y đích luôn và đây là một trong những cái tín hiệu rất tích cực mà những phiếu nó đạt được sau phiên giao dịch ngày hôm nay thời gian tới vẫn còn nhiều tín hiệu cho anh chị em tham gia mua muộn nhưng anh chị em mua sớm ấy thì sẽ giúp anh chị em càng tránh được rủi ro sau này thị trường ở giai đoạn hiện tại mình đánh giá về cơ bản nó không khác gì cái giai đoạn hồi đầu tháng 5 đâu Giờ giai đoạn này, này mình khuyến nghị anh chị em tham gia từ trong video cũng như là rất nhiều anh chị em đồng hành của mình không nhiều anh chị em dám mua đâu nhưng mà phải đợi đến khi thị trường nó tiến gần lên đến đỉnh cũ này lúc đấy cơ hội lại không còn nhiều nữa lên đến đây nhiều anh chị em lại tự tin để giải ngân lại tự tin để tham gia khi thị trường ở vùng này này anh chị em có thể theo dõi lại lịch sử những cái video mình phân tích từ đầu tháng 5. Ngày mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5 ở giai đoạn này rất ít nhà đầu tư dám mua thì cái giai đoạn hiện tại mình đánh giá thị trường nó tương tự như vậy thôi, cũng như là thị trường giai đoạn này. Mình khuyến nghị anh em mua thằng thằng STS từ cái phiên ngày mùng ngày 25 tháng 4 ấy, rất ít nhà đầu tư dám mua. Chính những cái giai đoạn mà phần lớn nhà đầu tư không dám giải ngân mua mới ấy nó lại mang đến cái tiềm năng về lợi nhuận rất lớn và rủi ro lại rất thấp. Thì mình đánh giá là giai đoạn hiện tại nó đang tương đồng so với cái vùng này. Cái phiên ngày mùng 6 tháng 5 này, cái lại là cái phiên mà thị trường xác nhận trở lại xu hướng này, cũng là cái phiên mà thị trường vượt qua cái đường hai e 20 ngày, chinh phục lại cái đường hai e 20 ngày. Và cái phiên ngày hôm nay nó cũng tương tự như vậy. Nên anh chị em có muốn mua gì ấy, thì phải tranh thủ mua sớm. Đừng đợi nhiều cổ phiếu nó bứt nó tăng mạnh rồi anh chị em mới mua thì lúc đấy nó lại mang đến nhiều rủi ro hơn là anh chị mua sớm đúng không nhiều nhà đầu tư chờ thị trường chỉnh mong thị trường chỉnh nhưng đến khi thị trường chỉnh thì phần lớn nhà đầu tư lại cho rằng thị trường tiếp tục giảm và mình đánh giá là cái nhịp giảm số 3 là cái phiên này rồi cái phiên ngày thứ sáu tuần trước ấy và cho đến thời điểm hiện tại là đến phiên ngày hôm nay so với cái diễn biến của tuần này này sau khi thị trường nó lấy được cái mốc hỗ trợ là ở quanh vùng 1240 điểm cho đến thời điểm hiện tại nó đã phủ nhận lại 2 phần 3 cái cây thanh ma giảm của tuần trước thì mình đánh giá đây là một cái tín hiệu tích cực mà thị trường nó làm được cho đến thời điểm hiện tại thị trường ở giai đoạn tháng tư nó có một cây giảm như này vì ở giai đoạn này này những cổ phiếu như cái nhóm ngân hàng ấy nó bước vào một cái nhịp giảm khá là mạnh ngay cả những cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường những cổ phiếu như Vietcombank nó xảy ra một nhịp chỉnh tương đối mạnh những cổ phiếu như Vietcombank như MBB này hay như CTG này nó xảy ra một nhịp giảm giảm sàng đến thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là dòng tiền quay trở lại nhóm ngân hàng sau khi test lại cái vùng đáy ngắn hạn với viễn cảnh của những cổ phiếu như nhóm ngân hàng ấy, những cổ phiếu như MBB ấy, mình đánh giá cái giai đoạn hiện tại nó đang tương đồng so với vùng này này cái giai đoạn hiện tại ý, thằng mbb nó đang ở trong cái quá trình cái tái tích lũy cân bằng nó đang tương tự so với vùng này này mình đánh giá cái điều này là để anh chị em thấy được là cái viễn cảnh cái giai đoạn hiện tại của thị trường nó khác hoàn toàn so với cái hồi giữa tháng Tư. để anh chị em có thể yên tâm để giải ngân anh chị em mà thấy rủi ro quá thấy sợ hóa ý, vừa mua vừa run ấy thì chính những lúc như vậy nó lại dễ mang lại lợi nhuận giúp anh chị em hơn thì anh chị em có thể mỗi ngày giải ngân một phần tránh giải ngân full trong một phiên trong một lần mua mỗi ngày giải ngân một phần và có thể chia tỷ trọng ra từ 3 đến 5 cổ phiếu tránh ôn in vào một cổ phiếu để trong trường hợp cổ phiếu này của anh chị em nó chưa tăng thì cổ phiếu kia nó tăng nó sẽ giúp anh chị em có thêm niềm tin với thị trường Thế bây giờ anh chị em ôn in vào một mục cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu nó lên ngay thì sẽ giúp anh em rất hưng phấn. Nhưng trong trường hợp mà cổ phiếu đó nó chưa lên ngay mà nhìn thằng kia lẽ ra mình đích mua nhưng bây giờ mình mua thằng này mà thằng kia nó tăng mạnh thằng này thì cổ phiếu mình cầm nó lại chả tăng. Để anh em rất chán luôn. Mua xóa áp luôn. Thì anh chị em cái danh mục đầu tư của anh chị em nên ưu tiên cầm từ 3 đến 5 cổ phiếu. Mỗi dòng anh em cầm một cổ phiếu ngân hàng cầm một cổ, chứng khoán cầm cổ, bất động sản cầm cổ, thép cầm cổ. Và thêm một hai cổ đánh tay cộng đánh lướt hay penny thì nó sẽ giúp anh chị em có đủ bộ để trong trường hợp cổ phiếu này chưa lên cổ phiếu kia nó lên nó sẽ giúp anh chị em ví dụ những cổ phiếu như bid này những giai đoạn chỉnh trước đây ấy, sau khi về cái vùng hỗ trợ ở bên dưới nó có một cái xu hướng hồi phục và tăng rất mạnh và có khả năng là nhóm ngân hàng thời gian tới nó sẽ tiếp diễn cái con sóng của nó ấy. con sóng này là con sóng chuẩn bị cho quý 3 và quý 4 quý năm nên anh chị em phải đặc biệt chú ý thị trường trong thời gian tới nó vẫn còn cơ hội để anh chị em tham gia đối với anh em đang cầm phun tiền mặt nhưng anh em phải nhanh chóng phải giải ngân sớm khi cổ phiếu nó xuất hiện cái tín hiệu ví dụ như đầu phiên anh em thấy cổ phiếu nó bắt đầu nó vượt xu hướng nó trở lại xu hướng thì anh em giải ngân lấy trước một phần nếu như cuối phiên nó xác nhận là vượt xu hướng anh em lấy nốt tỷ trọng nó sẽ giúp anh em yên tâm hơn về cổ phiếu anh em đang theo dõi tránh trường hợp đầu phiên anh em mua xong cuối phiên nó cụt đầu nó phủ nhận lại cái tín hiệu xác nhận đầu phiên anh em nhé ít nhiều thì nếu như sợ quá không dám giải ngân ngày mai ngày kia tiếp tục nhìn cổ phiếu nó tăng là rất tiếc luôn nên nếu như anh em sợ quá thì bình thường ấy, anh em giải ngân 5 phần thì bây giờ anh em giải ngân một phần hai phần thôi để đỡ sợ anh em nhá đấy cái đánh giá của mình về diễn biến thị trường chung cũng như là cái nhóm cổ phiếu tác động trực tiếp đến thị trường là cái nhóm ngân hàng để anh em thấy được là cái giai đoạn hiện tại nó khác hoàn toàn so với hồi giữa tháng tư cái vùng này là vùng test lại đấy trong trường hợp ấy, thị trường mà một vài viên tới nó quay lại để nó test lại cái đường xu hướng này, này là cái đường EMA 20 ngày này. hôm nay chính thức vượt qua nhé với điều kiện là thanh khoản nó thấp còn trong trường hợp thanh khoản nó lớn như phiên này của vọc cuối phiên, anh em cứ đặt ưu tiên đặt cái lệnh chặn để tránh trường hợp nó xảy ra một phiên như này. Cuối phiên thanh khoản nó lớn nó gấp đôi so với phiên tăng mạnh ngày hôm nay. Thanh khoản nó ở khoảng 1 tỷ cổ phiếu như cái phiên này mà nhiều cổ phiếu quay đầu giảm mạnh. Anh em cứ đặt cái lệnh chặn làm sao để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể thì nó sẽ giúp anh chị em luôn trong cái trạng thái chủ động và không bị thị trường tạo lập nó úp bô úp sọt vì chúng ta luôn ở trong cái trạng thái chủ động nếu như nó diễn ra theo như kịch bản này, này thì khả năng tuần sau tuần sau nữa sau khi test lại vùng này này test lại vùng một hai ba mươi này này sau đó nó lại tiếp tục hồi phục đi lên đây là mình phân tích về kịch bản xấu nhất tiêu cực nhất nhưng không ai mong muốn kịch bản xảy ra tỷ lệ xác suất nó xảy ra cũng rất là thấp anh em nhé còn cái kịch bản đẹp nhất tối ưu nhất thì ngày mai ngày kia test lại đầu phiên thì test lại quanh một hai sáu mươi sau đó cuối phiên hướng lên và ngày mai thì nó thể hiện một cái tín hiệu lưỡng lự một cái cây thanh ba lưỡng lự hay là cái cây nến doji nó thu hẹp dần biên độ thì đây là một tín hiệu rất là tích cực và có thể sang phiên ngày kia hoặc là sang phiên ngày kia nó tiếp tục bật tăng mạnh nó vận động tương tự giống như là kdh ở phiên này này, này anh em thấy không một phiên đi lên sau đó hai phiên hôm sau thanh khoản thấp dần nó hoạt động ở vùng biên dưới của cái đường xu hướng sau đó sang phiên ngày hôm nay thì tiếp tục bật tăng mạnh mẽ đi lên thì trong trường hợp thị trường trong một vài phiên tới nó vận động tương tự như này thì đây là một trong những cái tín hiệu xác nhận để giúp thị trường hoàn thiện cái mẫu hình để sắp tới có thể là cuối tháng 7 đầu tháng 8 nó sẽ chính thức nó vượt đỉnh thì anh chị em phải tranh thủ đấy là cái đánh giá của mình về diễn biến thị trường chung và xu hướng thị trường chung trong thời gian tới sau đây thì mình sẽ bước sang cái phần số 2 là đánh giá về một số nhóm cổ phiếu một số cơ hội mà thời gian tới anh em tiếp tục phải đặc biệt chú ý cái thằng cổ phiếu thứ nhất là thằng hoa sen nó đang hình thành nó đang dần hoàn thiện cái mẫu hình tam giác đối xứng tam giác đối xứng thì anh em có thể đọc cái cuốn sách phân tích về mẫu hình biểu đồ ấy nó có rất nhiều mẫu hình còn cái mẫu hình vcp mẫu hình biên độ thu hẹp là ở trong cái cuốn phù thủy chứng khoán của mắc về diễn biến thị trường chung ấy cũng là nhiều cổ phiếu nó đang dần hoàn thiện cái mẫu hình này thì thằng hoa sen này nó đang dần xác nhận cái mẫu hình này. Trong một vài phiên tới cả thị trường nó test lại có thể ngày mai nó hướng lên đến vùng 25, sau đó không vượt qua được vùng 25 thì có thể một vài phiên tới nó test lại tiếp tục test lại quanh vùng 24, 24.5, sau đó dần siết lại, dần thu hẹp lại cái biên độ. Trong ngắn hạn thì có thể coi đây là cái mẫu hình biên độ thu hẹp và dần dần có thể là cuối tuần này, đầu tuần sau, hay nó chính thức nó vượt qua thậm chí nó vượt qua luôn cái vùng 25.5, chính thức nó vượt đỉnh và tiến tới cái vùng 30 trong thời gian tới nó sẽ giúp anh chị em mang về cái khoản lợi nhuận là khoảng 20 đến 30 phần trăm Nam Kim thì hôm nay tăng mạnh hơn này Nam Kim bởi vì sao hôm nay tăng mạnh hơn vì cái nhịp giảm vừa rồi nó giảm thấp hơn giảm mạnh hơn nhịp giảm vừa rồi nó giảm 13 phần trăm thôi trong ý ấy thằng Hoa Sen nhịp chỉnh vừa rồi nó chỉ chỉnh lại cái cái đáy của phiên này nó chỉnh 9 phần trăm nó chỉnh nhẹ hơn thì đây là cái đặc điểm của những phiếu leader cho cái con sóng mới trong thời gian tới khả năng thời gian tới thằng Nam Kim nó sẽ tăng rất mạnh đấy thằng này nó hay đánh kiểu này nó đánh phũ hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu mình đánh giá nó đều đi lên trong thời gian tới anh em phải đặc biệt chú ý thằng hoa sen một vài phiên tới mà nó xác nhận cái mẫu hình anh chị em có cái điểm mua gia tăng khi nó chính thức nó vượt qua đường cản chéo này này cái dư địa tăng của nó rất tốt trong thời gian tới luôn anh em phải chú ý phải chú ý phải bám sát thằng thằng hoa sen anh em nhé hoa sen nó đang mang lại cái cơ hội rất lớn trong thời gian tới đấy. nhóm thép này thì mình ưu tiên thằng nam kim và thằng hoa sen thôi tuy nhiên ưu tiên nhất là thằng hoa sen còn cái nhóm cổ phiếu bất động sản thì có thằng nam long và thằng KDH. Những cổ phiếu như KDH hay là như Nam Long thì đây là những cổ phiếu dẫn dòng thì nhóm bất động sản. Khả năng thời gian tới KDH hay là Nam Long nó vượt đỉnh khá là cao. Có thể thằng Nam Long này nó sẽ bám cái mây này, sau đó nó test lại ở cái đường cả tháng cự ở quanh cái vùng 45 44.5 đến 45. Sau khi test lại một vài phiên nó trùng với cái lần thu hẹp biên độ lần thứ năm sắp tới, sau đó thì nó chính thức nó vượt đỉnh. Và khi những cổ phiếu vượt đỉnh ấy, thời gian tới chúng ta có thể kỳ vọng nó tiến lên đến vùng 5x53 5x, 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 đến 55 trong thời gian tới cái khoản lợi nhuận cái dư địa tăng những buổi này nó có thể tăng khoảng 20 trong thời gian tới nó tương tự giống như là cái hồi ngày 27 tháng 2 mà mình khuyến nghị anh em tham gia này, ở cái phiên này này rất ít nhà đầu tư dám tham gia cũng như ở mấy phiên vừa rồi anh em nào mà nhanh nhạy là phải tham gia ở vùng này cơ bản cái phiên ngày hôm qua ấy, nó tương tự so với cái phiên ngày 27 tháng 2 của thằng Nam Long thôi và phiên ngày hôm nay của thằng Lam Long ấy Nó tương tự giống như cái phiên ngày 29 tháng 2 thôi Thời gian tới nó sẽ tiếp tục nó tăng mạnh đi lên Thậm chí có thể nó còn tăng vượt đỉnh trong một vài phiên tới luôn cơ Đấy là cái cách đánh của thằng Lam Long Anh chị em phải hiểu được cách vận động của những cổ này Của tạo lập của những cổ này Thì anh em mới có thể đánh được Mới có thể mang lại lợi nhuận từ những cổ này được Anh em nhá những cổ phiếu nhóm bất động sản bên dưới là những cổ như đích đích thì tiềm năng thời gian tới nó cũng rất lớn Tuy nó là những cổ phiếu bên dưới Nhưng anh chị em cứ nhìn cái cách vận động của cái thằng đất xanh trong quá khứ anh chị em sẽ thấy Nó bản chất nó là một cổ phiếu kênh dưới Ở giai đoạn này anh chị em thấy không Nhưng mà sau khi nó xác nhận vào sóng ấy Cái dư địa, cái tiềm năng của nó là rất lớn Và thời gian tới mình cũng kỳ vọng về câu chuyện là Chính phủ cũng sẽ tung cái gói giải cứu bất động sản Cái độ trễ của thị trường Việt Nam Nó thường sau sau Trung Quốc Từ 3 đến 6 tháng Nên Trung Quốc là làm thế nào thời gian tới khả năng Việt Nam cũng tương tự như vậy nên khi mà có cái dòng vốn rót vào để giải cứu để khơi thông thị trường bất động sản cái nhóm cổ phiếu bất động sản nó không thể nằm im một chỗ được đâu và cái giai đoạn hiện tại thì những buổi này nó bắt đầu xác nhận trở lại xu hướng thì anh sẽ phải nhanh chóng tham gia ưu tiên thì ưu tiên nhất là đoạn này là thằng Nam Long là KDH phía sau là thằng đích và thằng phát đạt thì dư điện của đích cũng rất lớn luôn hai cái đường này, này hai cái đường hỗ trợ này đường cản kháng cự là cái đường e mà 20 ngày sau phiên ngày hôm nay nó chính thức trở thành cái đường hỗ trợ cho thằng đích một vài phiên tới nó sẽ xác nhận là hai cái đường này nó cắt nhau cái đường màu đen và đường màu xanh là cây này nó chính thức nó cắt nhau trong một vài phiên tới anh em đặc biệt chú ý khi hai cái đường này nó cắt nhau trong thời gian tới nó tương tự vùng này anh em thấy không khi đó cổ phiếu nó chính thức nó xác nhận nó vào sóng lớn mà anh chị em bỏ lỡ thì rất là phí luôn nên thằng đích thời gian tới mình đánh giá nó cũng mang lại cái cơ hội rất lớn cho anh chị em anh em cần phải đặc biệt chú ý với thằng đích phát đạt đúng không ạ novaland thì thôi novaland thì hoạt động yếu quá mình không ưu tiên của cái này tính đầu cơ nó có nhưng mình sẽ ưu tiên những cổ phiếu nó lấy lại được cái xu hướng đầu tiên thì chính cái thằng Đức là một trong những cổ phiếu lấy lại xu hướng thì đã chính thức lấy được cái mốc này phát đạn chưa lấy được đâu phát đạn là hai đường này sắp sắp cắt nhau rồi nhưng mà nó chưa lấy lại được đâu nên thằng Đức vẫn là cổ phiếu mình ưu tiên nhất sau thằng Nam Long và thằng KDH anh em nhé và đến phiên ngày hôm nay thì những anh em đồng hành của mình thì đang cầm đích thì đều có lợi nhuận rồi nên yên tâm hơn rồi anh chị em cũng cần phải đặc biệt chú ý trong thời gian tới dòng tiền mà nó chảy vào cái nhóm bất động sản ấy. thì cổ phiếu bất động sản không thể nằm im một chỗ đâu tiếp theo sau cái nhóm bất động sản chắc chắn kể đến cái nhóm chứng khoán rồi nhóm chứng khoán thì có thằng VDS hoạt động tích cực nhất sau đó là đến thằng MBS MBS hôm nay hoạt động tích cực này bên cạnh đó thì có những cổ phiếu như FTS kết phiên này cũng hoạt động tương đối tích cực nó lấy lại được cái đường hỗ trợ này anh em thấy không cái vùng hỗ trợ này nó quay về vùng hỗ trợ này những cổ phiếu nhóm chứng khoán trong thời gian vừa qua nó đều có một cái nhịp giảm khoảng 17% những cổ phiếu này nó đang dần hình thành một cái mẫu hình bo tròn sau nhịp chỉnh. Nếu như trong một vài phiên tới ngành có thể ngày mai khi mà thị trường nó test lại nhưng mà dòng tiền vẫn tiếp tục chảy vào nhóm chứng giúp cho những cổ này nó tiếp tục đi lên. Sau đó có thể nó sẽ test lại nó hình thành xong cái mẫu hình hai đáy hay là vai đầu vai ngắn hạn. thì thời gian tới anh chị em có rất nhiều cơ hội để giải ngân để tham gia luôn. Cái giai đoạn mà trước khi cổ phiếu vượt đỉnh ấy thì nó hoạt động tương tự giống như vùng này này thì nó chưa tăng mạnh đâu như giai đoạn này mình khuyến nghị anh em tham gia thằng BVS ở ngày mùng 7 tháng 5 ấy nhưng đến khi nó vượt đỉnh nó tăng thốc nó tăng rất mạnh luôn có những phiên gần như tăng trần luôn thì những cổ phiếu nhóm chứng khoán trong thời gian tới mình đánh giá nó sẽ có những vận động tương tự FTS đến CTS thời gian tới mà CTS nó vượt qua nó chính thức vượt qua được vùng 41 ấy. thì đây là cái thời điểm những cổ phiếu nó chính thức nó trở lại xu hướng đấy sau khi trở lại xu hướng có thể nó sẽ tiếp tục nó test lại rồi nó mới chính thức nó tăng mạnh thì anh em theo dõi sát sao cái diễn biến cái vận động của nhóm chứng khoán anh em nhé có thể thằng ssi nó đang hình thành một cái mẫu hình hay đánh này đang test lại đáy nó vận động tương tự giống như vùng này này có thể thời gian tới nó sẽ tăng mạnh nó sẽ bước vào một nhịp chạy nước rút này này thì anh em mà có muốn mua ssi thì vẫn phải chờ nó nó trở lại xu hướng anh em mới mua được không trở lại xu hướng chưa trở lại xu hướng thì anh em chưa mua được đâu cái vùng này vẫn chỉ là cái vùng mua test khi nó chạm cái đấy phía trước thôi còn vnd cái vùng này thì gọi là vùng mua bắt đáy thôi Ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh chị em cần phải nộp tiền vào tài khoản để thực hiện quyền thực hiện quyền phát hành tăng vốn này này. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng đấy. Chia tỷ lệ 51, phát hành thêm với tỷ lệ 51 và chia cổ tức với tỷ lệ là 100 trên 5. Có nghĩa là anh chị em có 100 cổ phiếu, anh chị em sẽ nhận được 5 cổ phiếu thưởng với thằng đi Anh chị em nào mà đang thực hiện quyền thì phải nhớ nạp tiền vào ngay ngày hôm nay để thực hiện quyền. Vì ngày mai là hết hạn rồi anh em nhé. Ngoài những cổ phiếu bên trên ra thì còn một số cổ phiếu khác nó cũng đang vận động tích cực như thằng DGVK. Có thể thời gian tới anh em cần phải chú ý thêm những người này. Nó đang vận động tương tự giống như vùng này này. Có thể một vài phiên tới tiếp tục nó vòng lên, nó hướng lên đến vùng 65. Sau đó nó siết chặt cái biên độ ở vùng này, này rồi chính thức nó vượt đỉnh. Thì anh em có thể canh đợi sau khi nó siết chặt rồi anh em mua thì đỡ mất công chờ trong thời gian tới anh em nhé. Thằng DGVK cũng như là những cổ phiếu thuộc nhóm bán lẻ, nó là một trong những cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm thuế giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% từ ngày hôm qua, ngày mùng 1 tháng 7 cho tới cuối năm ấy, anh em phải chú ý thêm thằng D gửi kép. nên thời gian tới, thị trường nó mang lại nhiều cơ hội cho chúng ta hơn là rủi ro. Cho đến thời điểm hiện tại, anh chị em mà theo dõi video quang, kể cả những anh chị em theo dõi video quang đến thời điểm hiện tại bắt đầu có lãi rồi, hay những anh chị em mà chưa mua cổ phiếu nào vẫn đang cầm phu tiền mặt vẫn còn đang sợ thị trường tiếp tục giảm, chưa biết giải ngân, chưa biết mua cổ phiếu nào mà yêu thích phương pháp đầu tư quang thì nhớ làm theo cái hướng dẫn trên màn hình để về đồng hành cùng quang còn tranh thủ còn nhanh chóng giải ngân một số cổ phiếu có thể ngày mai ngày kia nó tiếp tục trở lại xu hướng thì anh em phải nhanh chóng làm theo hướng dẫn trên màn hình không là lỡ sóng đấy để về đồng hành cùng quang thời gian tới chúng ta cùng nhau chinh phục những cơ hội và gặt hái những cái lợi nhuận này những lợi nhuận mà cái khoản lợi nhuận mà thị trường nó mang lại cho chúng ta anh em nhé và anh em theo dõi video đến giờ này đừng quên để lại một nút like subscribe và nhớ share video đến những người anh chị em đang quan tâm để kịp thời cập nhật về diễn biến về xu hướng của thị trường cũng như là tránh bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng sắp tới anh chị em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi